Quý vị các bạn, thì ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ chia sẻ cho quý anh chị khách hàng biết được là thủ tục mua xe ô tô trả góp là như thế nào và cũng như là cách tính lãi suất mua xe ô tô trả góp như thế nào. Thì ngay sau đây thì trên tay Văn Hội đó chính là cái bảng chia sẻ về cái cách tính mua xe ô tô trả góp. Thì chia sẻ đến quý chị khách hàng rằng là ngày nay thì để sở hữu một chiếc xe ô tô thì đã rất là đơn giản rồi, khi mà các ngân hàng đã hỗ trợ và cho vay mua tiêu dùng cũng như là vay mua ô tô trả góp hỗ trợ lên đến 80%, thậm chí là có những ngân hàng còn hỗ trợ lên đến 90%. Vậy thì để cụ thể khi mà anh chị hiểu được mua xe ô tô trả góp thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những thủ tục gì? Vâng, và chia sẻ đến quý anh chị khách hàng rằng ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ chia sẻ đến cho quý anh chị khách hàng thủ tục mua xe ô tô trả góp đối với cá nhân cũng như là thủ tục mua xe ô tô trả góp đối với doanh nghiệp. Vậy thì với cá nhân thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì? Và đối với doanh nghiệp thì chúng ta cần phải chuẩn bị những thủ tục gì? Cũng như là cái cách tính bảng tính trả góp lãi suất hàng tháng. Tiên thì chúng ta sẽ cùng đi phần đầu tiên. Đó chính là mua xe ô tô trả góp đối với cá nhân. Vâng. Thì Văn Hội sẽ chia sẻ ngay sau đây thì đối với cá nhân thì chúng ta cần chuẩn bị những thủ tục gì? Một, đó chính là chúng ta phải chuẩn bị chứng minh thư nhân dân của cả hai vợ chồng cũng như là sổ khẩu. Và chúng ta sẽ photo sao y. Cùng với đó thì sẽ còn có thêm giấy đăng ký kết hôn. Và đặc biệt nhất đó chính là chứng minh thu nhập trong 6 tháng gần nhất của cả hai vợ chồng. Ngoài ra mà trong trường hợp mà anh chị là người độc thân thì chúng ta sẽ phải thêm cái chứng minh còn đang độc thân nữa. Còn để mà nhiều người ấy thì cái bảng lương có thể là bảng lương ở nhà nước thì cái tổng cái mức thu nhập trong bảng lương thì sẽ là rất là thấp, 5 6 triệu một tháng thôi. Nhưng không vì như thế mà phía ngân hàng không cho vay, mà ví dụ các anh chị còn sở hữu thêm ví dụ như là nhà đất này, hoặc là anh chị sở hữu thêm là xe cho thuê hoặc văn phòng cho thuê, cửa hàng cho thuê thì chúng ta sẽ hoàn toàn là đủ điều kiện và cái khả năng trả nợ. Còn một cái nữa đó chính là nếu mà chúng ta mà có thêm người thân người nhà mà đồng trả nợ cùng thì chúng ta sẽ được coi như là được tính vào trong đấy để tổng cái mức thu nhập của chúng ta là thừa cái khả năng chi trả khi mà vay mua ô tô trả góp đó. Và một cái điều nữa đó chính là đối với khách hàng là doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì cũng về cơ bản thì có thêm cái chứng minh thư nhân dân của giám đốc chi nhánh hoặc là người đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh, thì chúng ta có thêm cái bảng sao y tài chính 6 tháng gần nhất. Đó, đó chính là những cái quy trình cơ bản nhất. Vậy thì cái thủ tục và cái các bước để chúng ta nhận được một chiếc xe sau khi mua ô tô trả góp thì chúng ta sẽ bắt đầu quy trình từ đâu? Đây. Thì quy trình của tôi bắt đầu từ đầu tiên đó chính là chúng ta chọn mẫu xe và liên hệ đặt hàng tại cái đơn vị mà chúng ta sẽ đặt mua xe. Ví dụ các bạn mua dòng xe Honda Auto chẳng hạn thì chúng ta có thể gọi ngay phía hotline bên dưới, hoặc là chúng ta chọn mua các xe ô tô của các hãng xe khác. Và đặc biệt nhất nữa đó chính là kể cả chúng ta sử dụng xe cũ thì cũng hoàn toàn yên tâm là chúng ta cũng sẽ được vay mua ô tô trả góp đó, nhưng có thể ở cái mức là không phải ở mức 8-90% mà chúng ta có thể chỉ vay được mức 4-50% chẳng hạn đó. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đặt hàng này, đặt hàng sau đó là sẽ chuẩn bị hồ sơ. Chuẩn bị hồ sơ xong rồi thì ngân hàng họ sẽ thẩm định, sau đó thì sẽ ra cái thông báo cho vay. Cùng với đó thì bên phía hãng xe sẽ đi đăng ký xe để anh chị có thể đứng tên được. Sau đó là sẽ dùng giấy hẹn đăng ký, hoặc là có một số ngân hàng sẽ dùng chính cái đăng ký gốc
để ra cái giải ngân tiền vay. Ví dụ anh chị vay 300 triệu, 200 triệu thì chúng ta mà chiếc xe 400 triệu chẳng hạn thì chúng ta chỉ nộp 200 và khoảng 5 70 triệu tiền đăng ký. Thì lúc này thì chúng ta sẽ ngân hàng sẽ giải ngân nốt 200 triệu, tổng là 450 triệu thì chúng ta sẽ được nhận xe mang về. Và đó là xong một quy trình khi mà chúng ta mua xe ô tô trả góp. Còn thủ tục mà sau khi trả góp thì sẽ là như thế nào? Hàng tháng thì là khi mà chúng ta vay mua thì ngân hàng cũng đã chuẩn bị cho chúng ta cái thẻ và chúng ta hàng tháng chúng ta sẽ nộp vào đó. Ví dụ là tổng một tháng chúng ta nộp bao nhiêu tiền thì ngay sau đây thì Văn Hội sẽ chia sẻ cái hướng dẫn để các bạn có thể biết được bảng tính chi phí lăn bánh mua xe ô tô trả góp hàng tháng lãi suất sẽ là như thế nào và có những cái ví dụ demo ngay sau đây. Vâng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thì đây chính là cái quy trình tổng quan của việc mua xe ô tô trả góp. Vậy thì Văn Hội sẽ zoom lên để các bạn nhìn thấy chi tiết một lần nữa. Đó chính là đầu tiên là chúng ta đặt hàng, sau đó chuẩn bị hồ sơ, ngân hàng thẩm định, ra thông báo cho vay, đăng ký xe, giấy hẹn đăng ký xe, giải ngân tiền vay, nhận xe mang về và xong. Và cụ thể thì đối với cá nhân, chúng ta sẽ nhìn chi tiết ở đây. Cá nhân thì cũng rất đơn giản thôi. Đối với mua xe ô tô cá nhân thì chúng ta sẽ gồm có là sao y hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, chứng nhận độc thân hoặc đăng ký kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản cá nhân sở hữu tài sản có giá trị, nhà cửa, đất đai, các loại ô tô, máy móc, dây chuyền nhà máy, nhà xưởng và hợp đồng cho thuê xe, thuê nhà, cho thuê xưởng, giấy góp vốn, cổ đông cổ phần trái phiếu và nếu cá nhân là có công ty riêng mà thu nhập chủ yếu từ công ty thì thêm vào một cái báo cáo thuế, báo cáo tài chính, bảng lương, bảng chia lợi nhuận từ công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty. Trong trường hợp mà cá nhân mua không đủ điều kiện, có thể nhờ người thân có khả năng thu nhập tốt làm giấy bảo lãnh cho ngân hàng thẩm định đơn xin vay vốn ngân hàng và phương án trả lãi theo mẫu của ngân hàng. Đó, còn đối với doanh nghiệp thì sao ạ? Hồ sơ mà đối với doanh nghiệp thì gồm sẽ có giấy phép đăng ký kinh doanh, bản photo, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, bản photo, giấy đăng ký sử dụng, mẫu dấu, bản photo, bản mã số thuế, báo cáo thuế 6 tháng gần nhất, photo, hóa đơn mua và bán ra, báo cáo tài chính một năm gần nhất nếu công ty đã báo cáo. Vâng, như tôi vừa nói rồi thì chúng ta sẽ còn thêm cả hợp đồng kinh tế đầu ra, biên bản cổ họp, giấy sở hữu cơ sở vật chất nhà máy và đơn xin vay vốn ngân hàng. Và quan trọng nhất là ngay sau đây thì Văn Hội sẽ chia sẻ cho quý anh chị biết được là cái cách tính mà chúng ta khi mà mua trả góp thì cái bảng lãi suất sẽ là như thế nào. Thì ngân hàng thì cũng chia sẻ đến các bạn là sẽ có rất nhiều ngân hàng sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc là vay mua ô tô trả góp. Và vậy thì chúng ta sẽ làm bằng cách sau đây. Đầu tiên là anh chị sẽ truy cập vào trang web hondahanoi.net. Sau đó thì chúng ta sẽ đến mục đó chính là bảng ước tính trả góp. Ở bảng ước tính trả góp này là các bạn sẽ nhìn được thấy ngay là cái tổng hàng tháng chúng ta phải trả gốc bao nhiêu tiền và trả lãi bao nhiêu tiền. Tôi cứ ví dụ luôn là một chiếc Honda Brio có giá là 452 triệu cho bản RS chẳng hạn. Thì ví dụ là khách hàng của chúng tôi là vay là 300 triệu. Và sau đó là với thời gian vay thì là chúng ta ví dụ cá nhân là vay 7 năm. 7 năm thì các bạn cũng biết rồi, 7 năm mà mỗi năm thì có 12 tháng. Vậy chúng ta sẽ nhân thêm với 12 tháng lên 7 là sẽ thành 84 tháng. Lãi suất thì khi mà chúng ta trao đổi với
Các ngân hàng ấy, thường thường thì họ sẽ chia sẻ luôn là ví dụ lãi suất là 8% một năm. Ví dụ 8% một năm hoặc là 9% một năm gì gì đó. Có những ngân hàng từ là 6,9% hay như nào đấy thì cái cách tính nó đơn giản hơn. Thì chúng ta sẽ làm bằng cách sau đây. Ví dụ mà chúng ta mà với lãi suất là 8% một năm. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng 8 chia cho 12. Lúc này sẽ ra là 0,66% một tháng. Thì chúng ta sẽ nhập là 0,66 vào đây. 0,66. Rồi bấm xong. Sau đó là chúng ta sẽ bấm xem kết quả. Vậy thì xem kết quả thì sẽ hiển thị ra như thế nào? Thì Văn Hội sẽ chia sẻ cho anh chị biết được chi tiết. Đó, đó chính là ví dụ là chúng ta vay 300 triệu thì cái vốn phải trả hàng tháng thì chúng ta sẽ phải trả là 3 triệu 571 nghìn. Tôi sẽ zoom lên. Anh chị có thể nhìn thấy. Đây là cái vốn phải trả là 3 triệu 571 nghìn. Tiền lãi của 300 triệu tháng đầu tiên sẽ là 1 triệu 980 nghìn. Và tổng vốn phải trả là 5 triệu 551 nghìn. Ở tháng thứ hai đấy thì là chúng ta sẽ trừ đi. Ví dụ 300 triệu trừ đi 3 triệu 571 nghìn thì còn 2 triệu 296 triệu. Đấy, tháng thứ ba cũng trừ đi thì tiền gốc chỉ còn là 292 triệu thôi. Thì hiển nhiên là cái lãi nó sẽ cũng sẽ nhỏ hơn của cái tháng trước và nó sẽ cứ nhỏ dần. Vì thường thường thì chúng ta vay trong khoảng độ 2-3 năm là đa phần là các anh chị đã thanh khoản được hết cái khoản nợ của mình rồi. Và để chi tiết hơn thì anh chị có thể gọi ngay cái số hotline ở phía bên dưới đây. Đó chính là 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết về cái thủ tục mua xe ô tô trả góp. Vâng, và để biết thêm thông tin chi tiết thì quý vị hãy gọi ngay số hotline phía bên dưới 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết về hướng dẫn thủ tục mua ô tô trả góp và những cái thủ tục cần chuẩn bị và lợi ích mang lại để sở hữu ngay. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn.